Chào mọi người nha. Hôm nay ra thăm thì Cúc mình bị bệnh được hơn ngày rồi. Do mưa quá mình không có xịt được nên là mình tranh thủ. Thì giờ đây mọi người là xem này. Đống lá đó. Quay nó. Từng lá dưới chuẩn bị leo lên lên từng lá trên. Nhưng mà cái đây thì nó sát quanh chậu thì mai mốt mình có cái cơi thì nó cũng đi xuống. Nó nằm dưới mặt chậu thì không sao. Nhưng mà giờ mình trị thì năm rồi á là cái cây của mình á thì mình đi mấy cái bài kia thì nó nặng, nhiều em win đồ đó, em win anh cha con nativo thì nó sợ là nó nặng nóng cây, em win vô nó làm cho cây nóng. Thì cái đây là mình chưa cái cơ hai nha, mới cái cơ đầu à, thì giờ nó bị lên thất ở đây rồi. Giờ mình sợ nó leo lên từng lá trên đây nữa nó ảnh hưởng tới cây. Thì mình khoảng 10 ngày nữa, 5 đến 10 ngày nữa thì mình sẽ đi cửa hai. Giờ mình cần rất là cần cái chiều cao lên. Đỡ nó cao lên nằm cỡ 30 thì mình cắt xuống hình chụp nón thì cái cây nó mới đẹp. Rồi, giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người xem là cái thuốc mình trị bệnh là thuốc gì nha mọi người. Đây là thuốc ngừa bệnh của nó đây mọi người. Thì mình sẽ kết hợp ba loại, tại vì cây mình nãy giờ thì nó cũng có triệu chứng là nặng rồi đó. Do là cái đây 3 bữa thì trời mưa, mình cũng đã xịt ngừa chanh nó là 3 4 bữa rồi, nhưng mà mưa xuống thì 2 ngày nay thì nó đổ lại thì mình không xịt được. Thì giờ mình sẽ phối 3 loại lại là mình ngừa thành khuẩn rồi amisatop với daconin. Thì theo liều lượng của nó thì amisatop này thì mình sẽ đo cho nó là mình đi riêng mình đi thôi nha. Thì mình đi là cho nó 30 cc, còn daconin thì mình đi cho 40 cc, rồi cộng thành khuẩn là đi 25 cc. Thì mình sẽ phối lại dùng cho cái bình xô sơn của mình. Thì mình xịt trong cái xô sơn nó là 20 lít thôi. Thì mỗi người là cái cách đi khác khác nhau, phối rất là nhiều thuốc. Nhưng mà bây giờ thì mình sẽ đi cái loại này, amisatop này với daconin và cộng vô diệt khuẩn nữa để cho nó an toàn cây mình. Mình sẽ đánh nó ngày hôm nay, rồi ngày mai ngày mốt, tức là mình nghỉ 1 ngày, rồi mình sẽ đánh nó lại 1 lần nữa để cho nó triệt triệt bệnh đó. Thì qua ngày hôm sau thì mình sẽ kiểm tra lại cái cây của mình, nếu cảm thấy nó cái vết thương nó khô rồi á thì mình quýnh nó lại 1 liều nữa, chứ mình đừng có chủ quan. Cái đó là riêng cách mình nghĩ mình làm vậy thôi nha. Nhưng mà mình làm sao thì mình cũng chia sẻ với mọi người vậy thôi để cùng nhau tham khảo thôi. Nói chung là đây mình cũng học hỏi là nhiều anh em cũng chỉ dẫn. Thì đây là cái xô sơn của mình đó, mình pha như vậy đó. Amisatop thì 30 cc, còn daconin là 40 cc, khuẩn thì 25 cc. Mình pha vô mình khuấy đều trong cái xô nước hoặc là cái bình bình điện của mình được. Riêng mình thì mình dùng máy mà mình dùng trong cái xô sơn thôi. Thì mình sẽ xịt nó, xịt cho đẫm. Sau 3 ngày thì mình sẽ đi lại. Thì thuốc là mình dùng như vậy thôi, nhưng mình chia sẻ lên đây chứ không phải là mình chỉ dẫn đó nha mọi người. Không cần thiết là phải học thêm mình, có nghĩa là mình tham khảo thôi. Chứ mình nói thật ra thì mình chia sẻ làm sao chia sẻ vậy, chứ mình không có dám chỉ dẫn một ai hết. Thì lên đây là mình cũng muốn giao lưu cùng tất cả các anh chị em mà làm hoa để mình tìm ra cái phương án nào trị bệnh hay là chăm sóc hoa cho nó mỗi năm một mùa hoa, mà làm sao cho nó đạt hiệu quả là được rồi. Và bây giờ mình sẽ pha rồi mình sẽ đi xịt cho mọi người. Đó, mình xịt là mình xịt chuối vậy, ướt đẫm luôn. Nói chung là khí hậu năm nay cũng hơi khó làm, nắng mưa thất thường là bệnh nó dễ xâm nhập. Mỗi khi mình xịt thì mình xịt đơn thôi, nhưng mà bữa nay thì mình xịt cứ mỗi lần xịt đơn thì mình cũng phải cộng khuẩn vô. Bệnh như bệnh hôm nay thì mình phải kết hợp ba loại thuốc, có khi là 4 cũng có, nên là xịt nó rất là tốn tốn thuốc mà cũng nhân đôi số lượng thuốc lên luôn. Tại vì là bình thường mình xịt chỉ có 1 xô sơn, nhưng mà hôm nay mình lại xịt tới 2 xô sơn
vì cho nó đẫm từ lá ngọn cho đến xuống tới thân tận gốc luôn, nó mới hiệu quả được. Mình là mình xịt nhà này mọi người xuống sát ở dưới đó, tắm đó. Khi có bệnh là mình xịt phải phủ hết luôn, tốn thuốc một tí xíu cũng được, nhưng mà mình sẽ dụi vô trong. Rồi mình dụi vô sát dữ luôn. Mình quay chậm đây cho mọi người xem là xịt phải xịt, mình xịt kỹ như vậy á. Thì mình cũng cảm ơn tất cả các anh chị em ở xa cũng như gần cũng quan tâm chỉ dẫn mình lắm, gọi thường xuyên, gọi Zalo rồi nói chuyện, thì cũng chỉ mình cách cái cơi và ngừa bệnh, thuốc phân lạc rồi như thế nào. Thì mình rất cảm ơn các anh chị em đã quan tâm. Thì trong cái phần video của mình này thì dưới phần mô tả mình có để cái số điện thoại, anh chị em nào giao lưu cùng trên Đức Huy TV thì xin lấy Zalo, các bạn Zalo để chỉ dẫn mình thêm. Nói chung là mình cũng còn non kém lắm, mình cũng muốn học hỏi thêm. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm nha. Nói chung cái cách của mình làm như vậy có hiệu quả không, mọi người cho ý kiến nha. Đó, mình xịt nè, mọi người đã ướt luôn. Thường thường là mình ngừa nó chỉ một bình, nhưng mà cái này thì mình xịt có thể là hai bình ạ. Tại vì nó bệnh là mình sẽ phải đậm xuống. Rồi thôi, video mình xin tạm dừng nha mọi người. Mình tranh thủ xịt cho đỡ, rồi cũng nắng lên rồi. Hẹn mọi người video sau nha. Đúng hay sai thì nói chung mọi người cùng nhau góp ý kiến làm một cái vụ hoa cho nó đẹp nha mọi người. Rồi chào tạm biệt mọi người. Đây là cái cách riêng mình làm thôi nha, chứ mình không dám chỉ dẫn ai hết nha mọi người. Mọi người xem cũng thông cảm cho mình nha. Rồi chào tạm biệt tất cả mọi người.